Hi, welcome back to my channel. Start to go. Ha ha ha.
I can finally get out of this place. I need to find help. Thank you.
Trong cái game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả sóng ban đầu. Và khi đủ sóng ban đầu thì các bạn sẽ đi được chiếc cầu thang máy và hoàn thành tầng này, thoát khỏi sự bám đuổi của Slender đi đâu. Đó là một con ma khá là kỳ dị trong đây. Nó xuất hiện, nếu mà các bạn nhìn nó lâu thì lúc nó sẽ xuất hiện. Tiếp tục mình sẽ sang các phòng tiếp theo. Thank you.
Ah!